sẽ xử lý cái việc là mình làm đồng tiền, và sau đó là gì, ví dụ như là gì, cái thằng này á mình đã nhảy lên đồng tiền thì tự động là mình sẽ có một cái test ở đây, mình sẽ cộng cái điểm tiền của mình lên, cộng điểm tiền của mình lên ha, thì mình sẽ làm như thế nào. Thì thực chất á, khi mà các bạn đã xử lý xong cái việc là các bạn giết con nấm xong rồi, hoặc là các bạn va chạm với con nấm xong rồi á, thì mấy cái đồng tiền này các bạn làm tương tự thôi, không khác gì hết trơn nha. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ làm như thế nào? Rồi, hôm trước mình có gửi cho các bạn cái result của cái coin rồi đúng không, là cái animation của mấy cái này nè, mình đã gửi hết rồi nha. Các bạn sẽ sử dụng cái animation này để các bạn làm nha. Rồi vậy thì ở đây mình đầu tiên á là mình sẽ kéo một cái đồng tiền lên. Ok, đồng tiền này nó hơi lớn nên là mình thu nhỏ nó lại. Ok, thu nhỏ lại nha. Rồi sau khi mà mình đã thu nhỏ được cái đồng tiền này xong thì bây giờ mình sẽ tạo animation cho đồng tiền này để lắc qua lắc lại ha. Rồi tạo animation cho đồng tiền quá dễ đúng không, Windows ha. Rồi lôi cái thằng animation ra lại cái đây. Rồi sau đó là gì, các bạn chọn vô cái đồng tiền đúng không, chọn vô đồng tiền nè, tạo cho nó một cái animation. Nhấn Create thôi. Rồi sau đó là gì, ngay cái chỗ animation này nè, lưu vô trong cái folder animation, đặt tên cho nó là coin anim, rồi save nó. Như làm tương tự như cái việc là các bạn làm cái animation của cái con người vậy á ha. Rồi cái thằng này nó chỉ có đúng một cái animation duy nhất là gì, nó lắc qua lắc lại thôi. Thế nên là gì, mình sẽ lấy hết cái đoạn này nè các bạn, mình bộ đen hết cái đoạn này nha, lấy hết tất cả cái animation mà mình cắt ra đó, các bạn nắm này, các bạn kéo lên, các bạn thả ra. Đó, lấy hết cái đống này. Rồi sau đó là gì, bây giờ là các bạn nắm cái đoạn ngang này nè, đấy các bạn kéo ra đó, cho nó nhanh nha. Thì khi mà các bạn nắm như vậy thì đây đồng tiền nó xoay đó ha, đồng tiền nó xoay ha. Rồi sau khi mà animation này các bạn xử lý được xong nè, thì các bạn chỉ còn là nhấn cái record ha, để cho nó record lại, rồi các bạn tắt nó đi là được. Sao ha, đồng tiền nó sẽ xoay được luôn ha, các bạn chỉ còn bôi đen thôi, bôi đen rồi sau đó là kéo lên rồi nắm kéo dài ra thì nó sẽ tự động là nó chạy theo hết ha. Rồi đấy, đó là cái bước thứ nhất, mình tạo cái animation cho thằng coin này. Rồi tiếp theo, bây giờ cái bước thứ hai là mình sẽ xử lý cái việc là gì, va chạm giữa cái đồng tiền này với cái thằng nhân vật. Va chạm giữa cái đồng tiền này với thằng nhân vật. Rồi vậy thì để mà thằng nhân vật này nó va chạm được với cái đồng tiền á thì mình sao, thì mình cần phải set cái current leader cho đồng tiền đúng không ha, mình cần phải set cái current leader cho đồng tiền nè. Rồi và sau đó là gì, ở trong cái đồng tiền này mình còn phải set thêm một cái thằng nữa, đó là Rigid Body 2D, để cho nó có thể tác động lên ha. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ nhấn vô cái coin đúng không, nhấn vô cái coin nè. Rồi sau đó là gì, các bạn add cho mình một cái component, rồi Physics 2D ha. Rồi ở đây đồng tiền nó là hình tròn đúng không, ở đây mình chọn nó là cycle con leader luôn. Mình sẽ chọn cycle con leader luôn cho rồi ha. Các bạn có thể chọn box con leader cũng được luôn, ở đây mình thấy là gì, nó hình tròn rồi nên là mình chọn nó là cycle con leader luôn nha. Rồi thì cycle con leader xong thì bây giờ làm sao, mình sẽ add thêm cho nó thêm một cái thằng nữa là Rigid Body 2D nữa. Rigid Body 2D. Đấy. Rồi. Thì khi mà các bạn add cái Rigid Body 2D á thì nó sẽ xảy ra cái chuyện gì? Nó sẽ rớt xuống. Đúng không? Đấy, các bạn thấy ha. Đồng tiền nó sẽ rớt xuống nè. Vậy thì bây giờ làm sao để mình có thể là gì, đưa cái đồng tiền nó không rớt xuống mà nó cố định ngay cái chỗ, cái vị trí mình mong muốn, làm sao?
gì? Không. Ai đâu làm vậy? Mình sẽ như sau nè. Mình sẽ set cho nó freeze cái cục y á của cái rigid body 2D á. Freeze cho nó cục y. Nha, yeah. Tại vì sao? Nó rớt xuống là nó rớt theo trục y thì mình freeze trục y thì lúc này là gì? Nó đứng được vậy thôi, hết. Đấy, à, các bạn thấy ha, nó đứng được nè. Đó, cái đồng tiền nó sẽ giữ nguyên cái vị trí hiện tại của nó. À, các bạn thấy nha, đấy, nó sẽ đứng được luôn. Nha. Yeah. Rồi. Sau khi các bạn làm cái thằng này xong thì bây giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ bắt đầu là gì? Xử lý cái việc là thằng này nó nhảy lên nó đụng thằng này, đúng không? Vậy thì khi mà thằng này nó nhảy lên nó đụng thằng này thì đồng tiền nó biến mất. Vậy thì để mà đồng tiền biến mất thì mình phải xét cái gì trong cần leader? Seed trigger. Ok, vậy thì ở đây đồng tiền ha, chỗ cái cần leader của đồng tiền đó, các bạn tích trigger cho mình ha. À, các bạn tích trigger cho mình ha, để tí nữa là gì, cái thằng này nó nhảy lên nó đụng cái thằng này thì đồng tiền nó biến mất, vậy thôi. À, mấy cái này làm hết trơn rồi, làm đi làm lại quá trời. Rồi thì sau khi mà mình đã cho cái đồng tiền nó có trigger rồi, xét cho nó cần leader rồi, xét cho nó rigid body rồi, à, vậy thì bây giờ sao? Bây giờ mình bắt đầu xử lý là cái đồng, cái thằng này nó nhảy lên nó đụng thằng này ha, đụng thằng này. Rồi vậy thì để mà thằng này nhảy lên đụng thằng này thì mình làm gì? Mình viết tiếp vô trong cái đoạn script của mình. À, viết tiếp cho trong đoạn script của mình nha. Rồi vậy thì ở đây cái script mà lúc mà gì nó va chạm giữa thằng này là nó nằm ở trong cái script di chuyển ấy. À, thế nên là gì, mình sẽ vô trong cái script di chuyển. À, mình làm rất là chậm rãi nha. Rồi trong cái script di chuyển này các bạn thấy á, hôm trước là mình đã xử lý được cái gì, cái việc mà mình va chạm giữa cái con nấm này. À, thì ở đây nó sẽ va chạm tương tự như là cái việc là mình sẽ va chạm cái ở phía trên con nấm, đúng không? Thay vì là mình sao? Thay vì là mình đạp lên cái phía trên thì sao? Bây giờ mình sẽ đạp cái coi. À, mình đạp cái coi. Rồi, vậy thì để mà mình có thể đạp được cái coi á thì mình phải cần xét cái coi một cái gì? Một cái tag. Đúng không? Ha, mình còn phải xét cho nó một cái coi của mình thành một cái tag. Vậy thì ở đây nhấn vô cái coi của mình ấy. Nhấn vô coi của mình nha. Và sau đó là gì? Mình sẽ tạo cho nó một cái tag mới. À, và mình sẽ set cái tag đó cho cái thằng coi này luôn. À, rồi, nhấn vô cái coi nè, chỗ tag, nhấn vô sổ xuống, chọn add tag. Rồi, add cho mình thêm một cái tag mới. À, tên là coi. Đấy. À, add cho mình một cái tag mới tên là coi. Rồi, sau đó là gì? Mình sẽ set cái tag mà mình mới vừa tạo ra cho cái thằng coi của mình. Đó. Thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy là gì, cái thằng này nó sẽ có một cái tag tên là coi ha. À, cái đồng coi này nè, mình sẽ có một cái tag tên là coi để mình có thể xử lý cái trigger của mình ha. À, vậy thôi. À, đấy, nãy giờ là sử dụng tool không nha, nãy giờ không chưa thấy là xử lý cái code kiết gì hết trơn nha. Được chưa? Rồi thì sau khi mà mình đã xử lý xong thằng này thì bây giờ mình qua mình xử lý code. À, xử lý code ha. Rồi xử lý code thì sao, cũng y chang như là cái thằng mà mình xử lý cái thằng nấm vậy đó. Vậy thì ở đây mình cũng if nếu ở trong cái on trigger của mình á nha, nếu cái gì, nếu cái collision chấm game object mà chấm tag á mà nó bằng gì, bằng coi thì sao, thì mình sẽ lấy cái name ra ha, bằng collision chấm attack rigid body ha. À, rồi sau đó là gì, chấm name, đúng không? Rồi sau đó là gì, mình sẽ gọi cái destroy, đúng không? Rồi cũng là gì, game object chấm file ha. Rồi file cái nào, file cái name đó. Các bạn thấy là gì, y chang như cái thằng ở phía trên ha. À, nhưng mà tại sao mình lại tách ra thành một cái hàm đây? Nó y chang như cái thằng này nè, nó chỉ đổi đúng cái thằng trên thôi, còn cái chỗ này mình đổi thành chữ coi thôi. Ha, tại sao mình tách ra một cái hàm? Tại vì sao? À, tách ra một cái if khác. Tại vì á là tí nữa là khi mà đụng cái thằng này nè thì sao? Mình sẽ cộng cái coi lên. Mình còn cái công việc là mình cộng cái coi nữa.
ha, công việc là mình cộng cái coin nữa, thế nên là gì, mình tách ra thành cái hàm luôn chứ không gì hết trơn. Còn nếu như mà các bạn mà làm thông thường, ví dụ như các bạn đụng mà nó kill đi á thì sao, thì các bạn chỉ còn là gì, hoặc ngay chỗ này thôi, các bạn xét cái điều kiện hoặc ngay chỗ này thôi là được ha. Còn ở đây là mình sẽ thêm một cái chức năng nữa, đó là gì, mình cộng thêm cái điểm, thế nên là gì, mình tách ra thành một cái hàm riêng nha, tách ra một cái biến if riêng nha. Rồi vậy thì ở đây sau khi mà các bạn đã xét cái thằng này xong thì bây giờ mình chạy thử ha, mình chạy thử nha, xem thử nó như thế nào nha. Đây chạy nè, rồi bây giờ mình chạy thử nha, chạy rồi ở đây ha, nhảy lên nè, đó các bạn thấy ha, nó sẽ kill được cái coin của mình ha, kill được cái coin của mình nha. Đấy ha, mình kêu được cái nấm của mình nè. Rồi khi mà mình kêu được cái nấm của mình xong, đúng không ha, mình kêu cái nấm của mình được rồi nè, vậy thì bây giờ làm sao, bây giờ mình đụng cái nấm mình đụng cái đồng tiền thì gì, thì bây giờ mình sẽ xét cho nó cái test, mỗi lần nó đụng thì sao, thì mình sẽ cộng cái điểm nó lên ha, cộng điểm nó lên nha. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái test, rồi chuột phải nè, chọn UI nè, mình chọn cho nó một cái test Mac Pro ha. Đấy, mình có một cái test ở đây rồi, test này sao bự quá trời thì sao, thu nhỏ nó lại ha, rồi thu nhỏ lại nè. Ủa đâu mất tiêu cái chỗ thu nhỏ rồi trời. Đã, đây ok, thu nhỏ lại rồi, di chuyển nó vô ha, thu nhỏ lại di chuyển vô nha. Rồi thu nhỏ lại di chuyển vô nha, rồi ok rồi đấy, mở nó vô rồi ha. Thì khi mà bỏ vô xong thì bây giờ mình bắt đầu mình xử lý thằng này ha, có nghĩa là gì, khi mà đụng thì sao, nó cộng điểm ngay chỗ này lên nè ha, cộng điểm ngay chỗ này lên ha. Rồi vậy thì để mà làm được việc đó thì mình sẽ sao, mình sẽ xử lý ở trong cái đoạn code tiếp. Rồi vô trong cái đoạn code của mình ha, vô trong đoạn code của mình nha, mình sẽ xử lý tiếp nè, mình sẽ khai báo cho nó, mình thu gọn mấy cái này lại nha cho các bạn dễ coi. Đó ok nè, rồi mình sẽ khai báo ở phía trên này nè một cái thằng ha, mình sẽ gọi cho nó public. Rồi để mà gọi được cái thằng đó thì mình sẽ truyền cho nó một cái gọi cái thư viện nó ra trước nha, nó là tm pro, nó là test map pro đó ha, nó sẽ có một cái thư viện tên là tm pro, các bạn inbox nó vô giúp mình nha. Còn bạn nào mà sử dụng cái test Legacy á thì các bạn sẽ using giúp cho mình cái Unity Engine.ui nha. Đó, hai cái nó khác nhau. À, ở đây mình sử dụng Test Map Pro, thế nên là gì? Ở đây mình sẽ gọi nó là using Test Map Pro, TM Pro ha. Rồi, vậy thì khi mà các bạn gọi cái thư viện này ra rồi nè thì mình sẽ gọi ra được một cái thằng nó gọi là Test Map Pro. Test Map Pro UGUI ha. Test Map Pro UGUI nha, mình phải gọi cái Test Map Pro UGUI giúp mình. Rồi đặt tên cho nó là điểm test ha, UGUI nha, là để mục đích của cái thằng này dùng để làm gì, để tí nữa là mình sẽ nắm cái Test Map Pro á, mình kéo qua cho thằng này để khi mà nó set á là nó sẽ set lên trên cái Test Map Pro của mình vậy thôi, giống gì hết trơn ha. Rồi và kèm theo đó mình sẽ cho nó thêm một cái biến là cái biến tổng. Tổng của mình bằng 0, có nghĩa là ban đầu khi mà hiển thị lên á là nó sẽ là hiển thị là số 0. Hiển thị số 0 nha. Rồi, sau đó là gì? Mình sẽ viết cho nó một cái hàm để mình có thể tính được cái tổng của nó.
ha, mình có hai cái thằng này rồi nè. Rồi sau đó là gì? Bây giờ mình sẽ viết một cái hàm, mình sẽ tính tổng nó ha. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ là void, void tính tổng ha. Và ở trong cái hàm tính tổng này nè, mình sẽ truyền cho nó cái số lượng điểm hoặc là cái số lượng mà các bạn mong muốn khi mà nó đụng cái coin lên á thì nó sẽ set bao nhiêu ha. Thì ở đây mình sẽ cho nó một cái instance ha, nó chính là cái tổng của mình ấy. À, nó chính là cái tổng của mình. À, ví dụ như là các bạn ăn một cái đồng tiền thì bao nhiêu thì cái thằng Scott này nè nó sẽ quy định. À, ví dụ như là ăn một cái đồng tiền là 5 thì mình sẽ truyền vô số 5. À, để nó tính cái tổng lên. Vậy thì cái tổng ở đây nó sẽ bằng gì? Tổng cộng bằng Scott. À, mình sẽ gọi cái tổng cộng bằng Scott. Nha. Rồi, thì khi mà mình đã có cái tổng xong thì mình sao? Mình sẽ xét cái test của cái tổng á. À, cho cái thằng test map pro đúng không? Vậy thì ở đây nó sẽ là gì? Test điểm chấm test. À, nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng ví dụ như là điểm đi, đó, 2 chấm nè, rồi cộng cho cái tổng của mình. Đó, là tí nữa là nó sẽ hiển thị ra là gì? Điểm bao nhiêu đấy. À, tí nữa là nó sẽ hiển thị ra là điểm bao nhiêu đó nha. Đó, mình sẽ gọi cái điểm test của mình chấm test. À, rồi sau đó là các bạn muốn là gì, nó truyền vô cái gì thì các bạn gọi nó ra thôi. Ha. À, rồi thì sau khi mà các bạn đã có cái hàm tính tổng này xong rồi thì các bạn thấy á, là khi mà mình mới play game lên, mình mới start game lên á thì sao, thì cái tổng của mình á nó sẽ hiển thị là số 0 đúng không? Vậy thì ở đây nè, ngay trong cái start này nè các bạn, mình sẽ gọi cái tính tổng của mình rồi, và mình sẽ truyền cái score của mình vô là số 0. Đó là tí nữa là khi mà chạy lên một phát là nó gọi cái hàm tính tổng này đúng không, gọi hàm tính tổng này là nó vô trong này nó tính. À, ở đây cái tổng của ban đầu của mình bằng 0, vậy thì cái score của mình truyền vô cũng là số 0 luôn. Thế nên là gì? Tổng của mình là số 0. À, nó sẽ set lên cái test map pro của mình là gì? Điểm 2.0. Ha, à, điểm 2.0 nha. Rồi, thì khi mà các bạn đã set cái điểm 2.0 là nó hiển thị lên được là cái điểm của mình là 0 rồi đó. Thì bây giờ mình chỉ cần là gì? Ngay ở trong thằng e-trigger của mình á, e-trigger mà cái chỗ mà mình set thằng coin á, mình sẽ gọi lại cái hàm tính tổng này và mình sẽ set lại cái số điểm mà các bạn mong muốn khi mà nó ăn cái đồng tiền. Ha, rồi đây nè, kéo xuống. Đây, ngay cái chỗ mà đồng coin của mình đúng không? Thì mình sẽ gọi cái tính tổng của mình. Rồi ví dụ ở đây mình cho nó số 5, có nghĩa là gì? Mỗi lần mà nó ăn đồng tiền á thì nó sao? Nó sẽ cộng được 5 điểm lên. Ha, nó cộng được 5 điểm lên. Đấy, vậy thôi ha. Rồi lưu lại thôi. À, rất là đơn giản nha, cực kỳ đơn giản luôn. Không có gì hết trơn. Rồi, thì khi mà các bạn đã xử lý xong cái đoạn strip này xong thì các bạn chỉ cần làm cho mình thêm một cái bước nữa, đó là gì? Các bạn vô trong thằng player của mình á, kéo xuống cái đoạn strip di chuyển của mình, các bạn thấy ở đây nó đang hiển thị ra được cái điểm test của mình không? Và mình chỉ cần thực hiện một cái thao tác là gì? Nắm cái test map pro mà cái chỗ mà các bạn muốn hiển thị điểm ấy, các bạn nắm, các bạn kéo qua cái chỗ điểm test này, thả ra là xong. À, thả ra là xong nha. Thì khi mà các bạn chạy lên lại nè, chạy lên lại ha. Đây, đó, các bạn thấy ha, ban đầu nó ghi là điểm 0 thấy không? Rồi, sau đó là lên chỗ này, rồi, ăn một phát, đó, các bạn thấy là gì? Điểm nó tăng lên 5 điểm. À, điểm nó tăng lên 5 điểm, vậy thôi, hết rồi, ha. Rồi, vậy thì bây giờ mình có một cái coin, mình xử lý được một đống cái coin thì như thế nào? Mình có một cái coin, mình nó ăn được cái coin này rồi, ok. Bây giờ mình xử lý nhiều cái coin tương tự như thế này thì mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ làm như thế nào? Hả? Bây giờ mình làm ra nhiều cái coin tương tự như thằng này thì mình sẽ làm như thế nào? Hả? Sao? Ừ, ok, mình sẽ bỏ cho trong cái refresh ha. Kéo cái coin này xuống là xong ha. Thì khi mà các bạn muốn chỗ nào thì các bạn sao? Các bạn cứ set thôi. Đấy, các bạn muốn coi cái chỗ nào cũng được hết trơn. Thì ngay lúc này sao? Nó sẽ có ha, nó sẽ có cái coin của mình. Thì khi mà các bạn chạy lên nè, đó, thấy không ha, y chang thấy không, y chang luôn cái animation luôn. Đây 5 điểm rồi, ăn thằng này 10 điểm thấy chưa ha, rồi 15 điểm đó, rồi giết nắm đó, ok ha, đó rồi ăn cái con này luôn đó, 20 điểm liền đó ha. Đó là cái cách mà mình sẽ xử lý nha, xử lý cái điểm của mình, à, xử lý cái điểm của mình nha.